Ở số thế giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video để ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, trong video clip lần này chúng tôi sẽ đem tới cho các bạn những thông tin hot nhất trong thời gian vừa qua. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Chỉ tốn có 100.000, chồng làm điều hòa tự chế cho vợ con luôn mát lạnh giữa trời nóng 40 độ. Vợ chồng em với hai đứa nhỏ đang sống trong một căn tập thể cũ được bố mẹ chồng cho. Khổ nỗi, nhà vừa bí vừa nóng, lại chỉ có mỗi một cái phòng ngủ có điều hòa. Mấy tháng nghỉ dịch chẳng có tiền mà sắm thêm, nên hai vợ chồng đành nhường phòng có điều hòa cho con nằm. Chẳng biết chồng em nghe ai mách hay đọc được ở đâu mà hôm qua lại thấy lôi một đống đồ nghề ra và bảo làm điều hòa tự chế hết có 100.000 thôi. Em bán tín bán nghi, nhưng dùng thử thành quả của lão sau khi làm xong thì công nhận là mát thật, đêm đó ngủ ngon hẳn. Những vật dụng cần phải chuẩn bị đó là một thùng xốp hoặc là một thùng nhựa cỡ vừa, một quạt điện mini, một đoạn ống nhựa hình chữ L ngắn, đá lạnh, băng dính, dao, kéo, keo dán và bút. Cách bước thực hiện như sau. Bước đầu tiên thì đặt lồng quạt điện lên nắp thùng xốp để ướm, vị trí nằm ở bên phải, sau đó lấy bút vẽ một vòng tròn quanh lồng quạt để định vị. Bước thứ hai, sử dụng dao dọc giấy cắt theo đúng đường bút vẽ, cần làm cẩn thận để nắp thùng không bị vỡ. Bước thứ ba, ướm một đầu đoạn ống nhựa lên trên nắp thùng, vị trí ở bên trái, rồi lại dùng bút màu để tô vòng quanh và lấy dao cắt. Bước thứ tư, đặt lồng quạt úp vào phần nắp thùng, rồi lấy keo để dán cố định lại. Bước thứ 5, đặt một đầu ống nhựa vào trong thùng, còn một đầu hướng ra ngoài và song song với nắp thùng. Bước thứ 3 là cho đá vào trong thùng, đậy kín nắp lại và dán băng keo xung quanh thùng để tạo độ chắc chắn. Bước thứ 7, bật quạt lên, các mẹ sẽ thấy hơi mát từ trong đá thùng phả ra đường ống nhựa giúp cho không gian xung quanh giảm độ nóng một cách nhanh chóng. Và lưu ý nếu muốn đá lâu tan hơn thì các mẹ có thể thêm một chút muối hạt. Muối làm tăng hoạt tính của nước đá sẽ giúp cho nước đá lạnh lâu hơn. Chúc các bạn áp dụng phương pháp thành công.